Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thân tài mở kho rót lộc, tử vi Ất Sửu 1985, trong tháng 5 âm lịch, vận may liên tiếp, tài lộc ùa về, gánh tiền nặng vai, ăn sung mặc sướng như chúng số độc đắc. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, kênh Tử Vi xin được gửi lời chào lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số đổi đời thành đại gia, tiền mặt quá nhiều ùn ùn đổ về. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị. Thân tài mở kho rót lộc, tử vi Ất Sửu 1985, trong tháng 5 âm lịch, vận may liên tiếp, tài lộc ùa về, gánh tiền nặng vai, ăn sung mặc sướng như chúng số độc đắc. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị hãy cùng chương trình Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Ất Sửu với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, chỉ loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọ và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Và xem tử vi trong tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Sửu âm lịch, nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của những chú châu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất qua đời báo hiệu, cơ hội thăng tiến không hề ít, khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và ban thưởng xứng đáng, mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, có điểm báo tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của hung tinh thiên quan, bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bước đường thăng tiến bị cản trở. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn so với tháng trước, người kinh doanh, buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh, bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng vội kẻo đối mặt với rủi ro. Và ngoài ra tháng này, người tuổi Ất Sửu cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Phương diện tình cảm có nhiều khởi sắc nhờ bán hợp nâng đỡ, gia đạo hòa hợp, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, nên không khí gia đình luôn vui tươi. Tháng này cũng là cơ hội tuyệt vời để người độc thân nghe theo tiếng gọi con tim, theo đuổi hạnh phúc của mình. Những người mệnh kim sinh năm 1985 là những người bộc trực, ngay thẳng, thật thà, chịu khó, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao. Họ ít nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, thường phải tự thân xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Người sinh năm 1985 là những người thông minh, chính tuy nhiên, do bản tính khá cẩn trọng, nên họ thường để lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn cứng đầu, bảo thủ, không nhận lời khuyên từ người khác, nên hay nhận lại nhiều thua lỗ. Nữ Ất Sửu là những người nhanh nhạy, lanh lợi, họ dễ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, họ có bản tính thanh cao, dễ hội nhập, đặc biệt với những người yếu thế hơn mình, họ không thích những người hơn mình. Chính vì thế mà những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thuộc mệnh Hải Trung Kim, họ là những người nhiệt huyết, tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, cuộc sống của họ khá bận rộn với nhiều công việc.
Họ là người có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, nên không mấy xa lạ khi họ được lòng yêu mến và sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Thời tiền vận, họ được cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Thời trung vận, mọi việc trong cuộc sống đều yên ổn, từ phương diện sự nghiệp đến gia đạo đều không có quá nhiều mối lo. Về hậu vận, họ được hưởng phúc lộc, an nhàn, sung túc. Người tuổi Ất Sửu có thể gặp phải tai nạn bất ngờ vài lần ngoài ý muốn trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, những tai nạn này đều không quá nghiêm trọng, cần phải cẩn thận trong giao du với những người khác giới. Nữ giới Ất Sửu không nên làm bạn với đàn ông đã có gia đình và ngược lại. Nam giới tuổi Ất Sửu cũng nên hạn chế tiếp xúc với phụ nữ đã lập gia đình. Điều này giúp họ tránh xa các rắc rối, trở thành người thứ ba trong đường tình duyên. Nếu bản mệnh đã lập gia đình thì nên kết thúc hoặc giải quyết cho dứt khoát những mối nhân duyên bên lề, tránh việc kéo dài các mối quan hệ bên ngoài khi đã kết hôn, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền. Người tuổi Ất Sửu thường kiếm tiền giỏi và tuy nhiên, họ không giỏi trong việc giữ tiền. Họ không có chính sách hay kế hoạch chi tiêu cụ thể, nên rất khó tiết kiệm, chắt chiu được tiền. Vì thế lời khuyên cho tuổi này là chỉ nên dùng tiền vào những việc cần thiết, chỉ mua sắm những thứ thực sự cần và có giá trị sử dụng để giữ được tiền. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bạn mệnh đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Đầu tiên, về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Ất Sửu cả nam nữ mạng sinh năm 1985 tháng năm âm lịch 2024. Đối với nam mạng, người tuổi Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp, khả năng làm việc độc lập tốt, giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn, chỉ khi có lòng tự tin, sự công bằng và làm việc công khai, thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính chính trực và chăm chỉ cũng giúp bản mệnh tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng kể bằng chính đôi bàn tay của mình. Và những người tuổi Ất Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên đặc biệt dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bản mệnh cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này tuổi Ất Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Và đối với nữ mạng, tháng này Ất Sửu được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến về phía trước. Nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng, tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh, thắng nhanh, bản mệnh chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân. Bề trên ban lộc trúng đầu, tử vi Ất Sửu 1985 trong tháng 5 âm lịch mở cửa tiền tỷ vào nhà. 2. Về phương diện tài lộc. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam, nữ mạng tháng 5 âm lịch. Đối với nam mạng, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Sửu âm lịch,
phương diện tài lộc của người tuổi Ất Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bản mệnh thu nhập đều đặn. Và đối với những người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bản mệnh đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, nguyệt lệnh lâm công suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, bởi chi phí tăng cao khiến bản mệnh dù kiếm được tiền nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều. Bản mệnh cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để né tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bản mệnh tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Và đối với nữ mạng, tử vi cho biết, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú trâu trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi. Bản thân bản mệnh được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu, bản mệnh còn dễ gặp được quý nhân. Sau đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Ất Sửu các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, chỉ còn đường đi. Nước bước cụ thể ra sao thì bản mệnh cần phải tính toán và lên kế hoạch cụ thể. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót. Nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Khi đó, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xem về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Ất Sửu nam, nữ mạng, sinh năm 1985, tháng 5 âm lịch. Tháng 5 năm 2024 âm lịch này, vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã chịu dành thời gian sẽ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, mạng theo sự áp lực bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình. Đồng thời, cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. 4. Về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Sửu nam, nữ mạng, sinh năm 1985, tháng 5 âm lịch. Tin mừng là sức khỏe của Ất Sửu không gặp phải trở ngại nào. Một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Sửu sinh năm 1985? Xem tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Tử vi học nhận thấy 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch là lúc bản mệnh nhận được rất nhiều may mắn. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bản mệnh sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó. Tài vận của bản mệnh đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng. Cũng bởi bản mệnh làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ, thu về lợi nhuận. Nhất là trong thời gian này, người làm đầu tư, kinh doanh có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng triển vọng. Trong khi đó, người làm công ăn lương được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tuy lên cao khó tránh khỏi bị kẻ xấu ghen ăn tức ở, thiên quan tạo ra những cạm bẫy để hạ bệ con giáp này, nhưng nhờ có hữu bất cát tinh hóa nguy thành an, nên về cơ bản, không có tổn hại gì đáng kể.
bản mệnh vẫn giữ vững được phong độ của mình và không đánh mất vận may hiếm có. Bách Việt Chợ Đào Hoa xuất hiện trong tử vi 10 ngày đầu tháng của người tuổi Ất Sửu, giúp cho bản mệnh không chịu nhiều nỗi buồn về đường tình cảm. Dù bận rộn, nhưng đôi lứa vẫn tìm cách để gặp gỡ, trao nhau yêu thương, chăm sóc chu đáo, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Bản mệnh không vì bận rộn mà trách cứ đối phương. Quý nhân, Tị, Dậu. Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số may mắn, 22, 78, 33. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy, người tuổi Ất Sửu có nhiều điều không như ý, nhưng có lẽ những điều này chủ yếu tập trung vào đường tình duyên của con giáp này. Riêng tài lộc và sự nghiệp lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tình duyên lận đận, bản mệnh có thể gặp được người như ý, nhưng chưa chắc đã được thỏa nguyện. Thời gian này có ấn quan tương trợ, nên có thể nói người tuổi Ất Sửu công danh, sự nghiệp sáng lạn vô cùng, mọi việc tiến triển trơn tru, không hề có trở ngại gì đáng kể. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của chương trình. Tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội, và đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên, bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tích lũy tiền để cho những kế hoạch sắp tới. Hãy nhớ tính cách hòa đồng và nhiệt tình, cùng năng lực và những kinh nghiệm thực chiến sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong các cuộc đàm phán hoặc gặp gỡ đối tác. Khi lấy được cái nhìn thiện cảm thì bao giờ mọi sự cũng dễ dàng hơn. Nhìn chung, mọi thứ đang đi vào đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Vậy nên, hãy tự tin và làm hết sức mình, chắc chắn bản mệnh sẽ tạo ra được nhiều giá trị lớn lao hơn nữa, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình. Quý nhân, Hợi, Tý. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 66, 19, 78. Bề trên ban lộc trúng đầu, tử vi Ất Sửu 1985 trong tháng 5 âm lịch mở cửa tiền tỷ vào nhà. Và thứ ba, tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy người tuổi Ất Sửu có thời gian vô cùng tươi sáng và rực rỡ, vận may tới tấp, chuyện vui không ngừng. Đường tình duyên cũng theo đó mà thăng hoa, đào hoa nở rộ, bản mệnh nhận được nhiều tình cảm từ người khác phái. Tuy vậy, vận trình sự nghiệp của con giáp này lại đang đối mặt với nhiều nguy cơ trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Không có các thần che chở, bản mệnh cần phải dựa vào sức mình, tự lực tự cường để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sức người có hạn, mà tiểu nhân thiên quan lại quá mạnh, có thể bản mệnh sẽ phải chịu thất bại. Tài vận của bản mệnh đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng. Cũng bởi bản mệnh làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Bản lĩnh của con giáp này là điều không có gì phải nghi ngờ. Thay vì cắm đầu làm việc mà không suy nghĩ, bản mệnh đã biết mình phải làm thế nào để vừa tiết kiệm thời gian, công sức, lại vừa giành được thành tích lớn lao hơn nữa. Bản mệnh lại không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng đối đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết cho bằng được. Chính vì thế mà con giáp này chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Song cũng có lúc, bản mệnh thể hiện sự bảo thủ, ngại thay đổi và không dám tiếp thu những cái mới. Đây cũng chính là điểm yếu mà tuổi Ất Sửu cần khắc phục mới có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Cuối tháng có tiểu hao quấy phá bản mệnh, nên đề phòng cảnh giác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lấy tiền bạc của mình phục vụ cho mục đích cá nhân. Quý nhân, Tý, Tị. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 80, 27, 15. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy, người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Sửu với tuổi Tý. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu có tính cách, sở thích khác biệt nhau một trời một vực. Tuy nhiên trên phương diện làm ăn, đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi bên đều có nhược điểm, ưu điểm riêng của mình. Chuột nhanh nhạy, thông minh nhưng cẩu thả, nóng vội, trầu thiếu quyết đoán nhưng có những phân tích chính xác, cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc sẽ bù trừ, hỗ trợ nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Còn trên phương diện tình yêu, hai tuổi này khó có thể chung sống hòa hợp với nhau. Tuổi Sửu cẩn thận và nghiêm khắc sẽ không chịu được sự bừa bộn, luộm thuộm của tuổi Tý. Ngược lại, tuổi Tý cũng chẳng có hứng thú tuân theo những nguyên tắc của tuổi Sửu đề ra. Hai bên không ai nhường ai, rất dễ xảy ra xung đột,
và thứ hai, tuổi Sửu với tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý, lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau trong gia đình. Họ luôn cố gắng xây dựng không khí hòa hợp, gắn bó, không bao giờ to tiếng, cãi vã. Người tuổi Sửu không thích có mặt ở những nơi ồn ào, đông người. Họ thường tìm đến một không gian riêng tư, yên bình. Nếu hai người tuổi Sửu yêu nhau, họ sẽ có những địa điểm hẹn hò riêng của mình, khác biệt với đám đông xung quanh. Trong công việc, hai người tuổi Sửu sẽ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu. Họ cùng nhau cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Tình cảm bạn bè khác giới của hai người tuổi Sửu rất dễ gắn bó sâu đậm, phát triển thành tình yêu. Và ba, tuổi Sửu với tuổi Dần. Tuổi Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang, uy quyền. Tuổi Châu hiền lành, thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Có thể nói đây là cặp đôi đối lập nhau nhất trong 12 con giáp. Một lời khuyên chân thành là người tuổi Sửu và tuổi Dần không nên kết duyên với nhau. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn. Họ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Tuổi Châu sẽ học được sự quyết đoán, sắc sảo của tuổi Hồ. Ngược lại, tuổi Hổ sẽ học được sự cẩn thận, chăm chỉ của tuổi Châu. 4. Tuổi Sửu với tuổi Mão. Người tuổi Mão và tuổi Sửu đều có đặc điểm chung trong tính cách, đó là sống nội tâm, giàu tình cảm, ít giao tiếp và thích những nơi yên tĩnh. Khi trở thành một cặp đôi, họ sẽ rất hợp nhau và không bao giờ cảm thấy nhàm chán trong mối quan hệ này. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày, hẹn hò ở những địa điểm thú vị ít người biết đến. Đôi khi, mọi người xung quanh cảm thấy cuộc sống của cặp đôi Mão Sửu thật buồn chán, tẻ nhạt. Thế nhưng hai tuổi này luôn cảm thấy hạnh phúc, yêu thương và cần nhau trong cuộc sống. Khi hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Mão và Sửu luôn tôn trọng, tin tưởng và đặc biệt là sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuổi Mão sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Và thứ năm, tuổi Sửu với tuổi Thìn. Tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, có phần đối lập với tính cách nhút nhát của tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, họ có thể trở thành một cặp nếu như có sự thấu hiểu, yêu thương nhau. Tuổi Thìn mơ mộng, lãng mạn, nhưng tuổi Sửu lại thẳng thắn, hiện thực. Đôi khi mối quan hệ này xảy ra những mâu thuẫn, xung đột khá gay gắt. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và tuổi Sửu sẽ là những đối tác khá ăn ý, lâu dài. Họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng, cùng nhau phấn đấu để đạt được mục tiêu. 6. Tuổi Sửu với tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ và Sửu có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy, họ có suy nghĩ và hành động khá ăn ý với nhau. Hai tuổi này khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau xây dựng hôn nhân, gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Dù bên ngoài không biểu hiện tình cảm, nhưng thực ra từ sâu thẳm trái tim, họ luôn dành cho nhau những tình cảm mặn nồng, sâu sắc nhất. Trên phương diện công việc, cặp đôi này cũng khá ăn ý với nhau. Rắn sẽ dạy cho Châu sự khéo léo, tự tin trong cuộc sống. Ngược lại, Châu sẽ giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho rắn trong những lúc khó khăn. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách một cách dễ dàng. Và 7. Là tuổi Sửu với tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ sống phóng khoáng, thích tự do và mạo hiểm. Họ luôn bị cuốn theo những điều mới lạ trong cuộc sống, không bao giờ chịu đựng được sự tẻ nhạt, đơn điệu của người tuổi Sửu. Trên phương diện tình cảm, họ có thể trở thành một cặp, nhưng sự khác biệt này chính là rào cản lớn nhất, khiến mối quan hệ của họ bị tan vỡ. Nếu như thực sự nghiêm túc muốn kết duyên với nhau, thì hai tuổi này cần phải lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn đối phương nhiều hơn tuổi Ngọ. Và nếu như hợp tác làm ăn với người tuổi Sửu, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, bởi lẽ người tuổi Ngọ luôn bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu của mình, còn tuổi Sửu sẽ giúp Ngọ khắc phục được sự thiếu kiên nhẫn này. Thứ 8. Là tuổi Sửu với tuổi Mùi. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều khó có thể tìm được tiếng nói chung. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai khi ở cạnh nhau. Hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm, thiếu sót của mình, bởi vậy dường như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, gặp gỡ nhau. Nếu tuổi Mùi và tuổi Sửu thực sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, họ có thể trở thành một cặp. Tuy nhiên trong tình yêu, nếu như không đặt mình vào vị trí của nhau, thấu hiểu, tha thứ và nhường nhịn, thì cuộc tình dù đẹp đến đâu vẫn có thể dẫn đến chia ly. Và 9. Tuổi Sửu với tuổi Thân. Tuổi Thân và Sửu tuy có nhiều sự khác biệt về tính cách, nhưng họ hoàn toàn có thể lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình cho nhau trong cuộc giao tiếp. Bản mệnh sẽ ít khi thấy khỉ và châu đấu khẩu. Ngược lại, họ vui vẻ, hòa hợp và cảm nhận được sự lôi cuốn, hấp dẫn trong mối quan hệ. Tuy nhiên trên phương diện công việc,
họ lại là hai người có chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Con đường tuổi Thân lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu, không cùng quan điểm, mục tiêu hướng tới điều đó, khiến cho Thân và Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn lâu dài. 10. Tuổi Sửu với tuổi Dậu. Có thể nói, sự kết hợp của người tuổi Dậu và người tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu. Sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống chính là nền móng đầu tiên giúp họ phát triển mối quan hệ. Tuổi Dậu đem đến những may mắn, niềm vui cho tuổi Sửu. Càng ngày họ sẽ trở nên càng gắn bó, yêu thương lẫn nhau. Cặp đôi này luôn thành thật, mọi thứ không giống nhau bất kỳ điều gì. Sự chung thủy, tin tưởng lẫn nhau là sợi dây gắn bó họ trong suốt cuộc đời. Trong tình yêu, khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã, nhưng điều tuyệt vời là cặp đôi này luôn lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau, bởi họ hiểu rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nếu như tuổi Sửu luôn nhút nhát, thiếu tự tin khi giao tiếp, thì tuổi Dậu sẽ là vị cứu tinh giúp sự khắc phục nhược điểm đó. 11. Tuổi Sửu với tuổi Tuất. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp, gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin cậy lẫn nhau. Cặp đôi trời sinh này luôn tìm được tiếng nói chung, tự thấu hiểu sâu sắc, bởi vậy họ thường trở thành những tri kỷ của nhau. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu tuổi Tuất và tuổi Sửu trở thành một cặp đôi trong tình yêu. Khi kết hôn, căn nhà của họ luôn gọn gàng, sạch sẽ, bao trùm lên đó là không gian yên tĩnh, trong lành. Hai tuổi này đều rất coi trọng gia đình, họ thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình, không bao giờ để những người thân của mình chịu thiệt thòi. Tình yêu mặn nồng giữa tuổi Sửu và tuổi Tuất khiến cho nhiều người ghen tị và ngưỡng mộ. Hai tuổi này đều có tài trong kinh doanh, họ có thể cùng nhau xây dựng, phát triển và trở thành những ông chủ, bà chủ buôn bán. Tuổi Sửu kiên trì, cần cù làm việc, còn tuổi Tuất có những phán đoán chính xác, nhanh nhạy. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả, thành công cao cho việc làm ăn. Và cuối cùng là 12. Tuổi Sửu với tuổi Hợi. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ của người tuổi Sửu. Họ có thể hợp tác, làm ăn lâu dài và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả, thành công ngoài mong đợi. Những điều tuổi Sửu làm cũng là những điều tuổi Hợi mong muốn thực hiện. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc và tình yêu. Nếu xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình, họ sẽ luôn sống trong sự hòa hợp, yên vui và hạnh phúc. Tuổi Sửu và tuổi Hợi là những ông bố, bà mẹ có trách nhiệm, luôn chăm lo, dạy bảo con cái một cách chu đáo, ân cần nhất. Dù cuộc sống có trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thì tình yêu của họ vẫn là vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng, đôi khi việc trở nên tử tế có thể tốt hơn là chỉ đơn thuần làm đúng. Chính vì thế mà chúng ta không cần phải có một trí tuệ sắc bén để nói, mà cần phải có một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe. Và chính nhờ vào những yếu tố quan trọng đó mà quý bản mệnh sẽ gặt hái được thành công, viên mãn trong cuộc sống của mình. Vì thế mà quý cô bác và anh chị, chúng ta phải học hỏi nhiều về Phật Pháp. Và tuy nhiên, theo lời dạy của Phật về việc lắng nghe, không chỉ đơn giản là những âm thanh quen thuộc, mà còn là sự nhạy cảm và thấu hiểu. Chính vì thế mà điều quan trọng nhất không chỉ là có lòng thông cảm hoặc thương xót với người khác, mà là hiểu được họ đang trải qua những điều gì. Và quan trọng là thấu hiểu, chính những điều đó sẽ đóng vai trò quan trọng. Và có đôi khi, chỉ vài lời động viên đúng lúc có thể mang lại sức mạnh cho quý cô bác và anh chị để tiếp tục tiến lên. Trong cuộc sống mai này, mà có như vậy là chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều phước lành cho chính quý cô bác và anh chị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Tuất Sửu sinh năm 1985. Chương trình tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn, hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác và anh chị trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi xin được mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị trong những video tiếp theo.